Ngày xưa, ở vùng đất nọ, có một mụ phù thủy rất độc ác sinh sống. Một hôm, có hai vợ chồng nông dân đi ngang qua khu vườn của mụ phù thủy. Nhìn vào khu vườn, thấy những luống bắp cải xanh tươi. Người vợ lấy làm thèm thuồng lắm. Chà, bắp cải ngon quá. Ước gì? Người chồng đáp, để anh vào trong đó xin vài cái nha. Người vợ xua tay, không được đâu. Đây là khu vườn của mụ phù thủy ác độc ở vùng này đó. Nghe vợ nói thế, người chồng đành thôi. Nhưng ông ta biết rằng vợ mình vẫn rất muốn có vài cái bắp cải về nấu súp. Ông chồng thấy thái độ của người vợ bèn nói, được rồi, em đừng có lo, anh sẽ tìm cách có được bắp cải cho em. Ngày hôm sau, ông ta lén leo qua bờ tường, nhảy vào trong vườn nhà mụ phù thủy, hái đầy một thúng bắp cải đem về cho vợ. Người vợ trông thấy mừng rỡ, anh kiếm ở đâu ra nhiều bắp cải thế này? Người chồng nói dối vợ, tiền bán củi hồi sáng anh mua hết bắp cải cho em đó. Sau đó hai vợ chồng cùng ngồi thưởng thức hương vị ngọt ngào của món súp bắp cải. Vài hôm sau, người chồng lại tìm cách trèo qua tường vào khu vườn của mụ phù thủy để hái trộm bắp cải. Nhưng lần này thì mụ phù thủy đã thình lình xuất hiện. Này, nhà ngươi dám vào đây trộm bắp cải của ta à? Ông chồng năn nỉ, thưa bà, vợ của tôi thèm ăn bắp cải quá, xin bà rộng lượng cho tôi vài cái. Mụ phù thủy nở nụ cười thâm hiểm, được, ngươi cứ lấy thỏa thích, nhưng khi vợ chồng ngươi sinh con đầu lòng thì hãy giao nó cho ta nha. Người chồng gật đầu đồng ý và lấy đầy một thúng bắp cải mang về nhà cho vợ. Thời gian thấm thoát trôi qua, người đàn bà nọ hạ sinh được một bé gái thật là xinh đẹp. Cô bé có mái tóc vàng óng. Cha mẹ cô đặt tên cho cô là Rapunzel. Khi Rapunzel vừa tròn 3 tháng tuổi thì một hôm mụ phù thủy lại xuất hiện. Này, đã đến lúc nhà ngươi thực hiện lời hứa đấy. Trao bé Rapunzel cho ta mau. Tuy rất buồn rầu đau khổ, nhưng vì đã giao ước, hai vợ chồng đành phải trao bé gái cho mụ phù thủy. Bế cô bé trong tay, mụ phù thủy cười ha hả rồi phóng đi mất dạng. Mụ phù thủy ác độc đấy đem Rapunzel bay về tòa lâu đài, nuôi dưỡng cô bé trên một tòa tháp cao chót vót. Nơi đó không ai có thể lên được. Thời gian trôi qua, Rapunzel bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài óng ả. Tuy nhiên, nàng không được phép xuống mặt đất dạo chơi hay gặp gỡ bất kỳ ai cả. Bởi vậy, gương mặt xinh đẹp của Rapunzel luôn đượm nét buồn rầu. Người duy nhất có thể lên được tòa tháp chính là mụ phù thủy. Một hôm, mụ phù thủy đến trước tòa tháp kêu lên, này Rapunzel, hãy thả mái tóc dài của con xuống đây cho ta. Rapunzel vâng lời, thả mái tóc dài qua cửa sổ. Mụ phù thủy nắm lấy, từ từ trèo lên. Mụ phù thủy làm cách này quả là không tốn nhiều công sức và phép thuật. Một ngày kia, có chàng hoàng tử của nước láng giềng đi dạo chơi ngang qua vùng này. Chàng nghe thấy tiếng hát véo von tuyệt vời của Rapunzel. Mê mẩn vì giọng hát, hoàng tử tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai cả. Một lúc sau, chàng khám phá ra là giọng hát đó vọng xuống từ một căn phòng trên tòa tháp cao vút trước mặt. Chàng đến gần tòa tháp, nhìn quanh quất nhưng không tìm được lối vào bên trong. Hoàng tử thất vọng quay về hoàng cung. Sau những ngày đêm tương tư giọng hát ấy, chàng quyết tâm trở lại tòa tháp đó. Tình cờ ngay lúc đó, mụ phù thủy đến trước tòa tháp nói vọng lên, này Rapunzel, con hãy thả mái tóc của con xuống đây cho ta leo lên. Chàng thấy mụ phù thủy bám vào một cái thang dây bằng tóc vàng leo lên tòa tháp. Thế là chàng đã biết cách trèo lên tòa tháp kia. Chàng kiên nhẫn chờ đợi,
Khi mụ phù thủy đi khỏi, chàng cũng thực hiện cách thức của bà ta. Hoàng tử đến trước cửa sổ nói lớn: "Này Rapunzel, nàng hãy thả mái tóc dài xuống đây nhé." Rapunzel nhìn xuống, thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục sang trọng. Nàng vui vẻ thả mái tóc dài xuống. Hoàng tử vào trong phòng cùng Rapunzel trò chuyện. Họ càng nói càng thấy thích thú, tâm đầu ý hợp. Trước lúc trở về, hoàng tử nói: "Này Rapunzel, chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa chứ?" Rapunzel đồng ý. Hoàng tử hẹn sẽ trở lại vào ngày mai. Hôm sau, hoàng tử trở lại tòa tháp, vào phòng của Rapunzel và nói với nàng: "Rapunzel, nàng có đồng ý kết hôn với ta chăng?" Rapunzel e thẹn trả lời: "Vâng, em đồng ý. Nhưng chúng ta không thể tổ chức đám cưới trên tòa tháp này. Chàng có cách nào đưa em xuống mặt đất được không?" Hoàng tử đáp: "Dĩ nhiên là phải như thế rồi." Rapunzel nói: "Anh hãy đem đến cho em vài cuộn tơ. Em sẽ dùng nó làm thang mà trèo xuống." Hoàng tử trở về hoàng cung, lấy nhiều cuộn tơ mang đến cho Rapunzel. Sau khi trèo lên tháp, chàng trao những cuộn tơ cho nàng. Rapunzel bắt đầu kết những sợi tơ lại thành lọn, rồi thành một sợi dây thừng dài đủ để nàng leo xuống. Một hôm, mụ phù thủy lại đến, trèo lên tháp bằng cách bám vào tóc của Rapunzel. Tuy nhiên, lần này mụ kéo hơi mạnh tay, làm nàng đau. Rapunzel buột miệng: "Hoàng tử đâu có làm con đau như thế." Mụ phù thủy nghe nói như vậy, lấy làm rất tức giận. Mụ bèn cắt hết mái tóc dài của nàng và đem giấu nàng đi nơi khác. Mụ phù thủy ở trong tháp chờ đợi hoàng tử đến. Mụ ta quyết tâm tiêu diệt kẻ dám to gan quyến rũ con gái nuôi của mụ. Hôm sau, hoàng tử đến tháp mong gặp lại Rapunzel. Chàng kêu vọng lên: "Rapunzel, hãy thả mái tóc xuống cho ta." Mụ phù thủy liền ném mái tóc dài của Rapunzel xuống, miệng nở nụ cười thâm độc. Khi hoàng tử trèo đến cửa sổ, chàng giật mình vì chẳng thấy Rapunzel đâu, mà chỉ thấy khuôn mặt ác độc của mụ phù thủy. Mụ phù thủy đẩy chàng rơi từ trên tháp cao xuống đất. Chàng bất tỉnh. Khi hoàng tử tỉnh dậy thì cặp mắt của chàng đã bị thương, không còn thấy gì cả. Chàng lần mò tìm cách về hoàng cung trong sự đau khổ tột cùng. Hoàng tử chống gậy, dò dẫm từng bước một tìm đường về nhà. Một hôm, chàng nghe được giọng hát quen thuộc, đó là Rapunzel. Hoàng tử kêu lên tên nàng. Rapunzel ngỡ ngàng khi trông thấy hoàng tử. Nàng òa khóc khi thấy hoàng tử đã biến thành kẻ đuôi mù. Nước mắt của nàng rơi vào mắt của hoàng tử, làm mắt chàng sáng trở lại. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Hoàng tử mừng rỡ vì tái ngộ với Rapunzel. Chàng tìm cách đưa nàng về đến hoàng cung. Một hôn lễ trọng thể được đức vua tổ chức cho hoàng tử và Rapunzel, cô gái với mái tóc dài vàng óng. Họ sống bên nhau trong hạnh phúc. Về phần mụ phù thủy, mụ đã đi khỏi vùng đó vĩnh viễn.